Tin giáo phận Thanh Hóa Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm tân giám mục chính tòa giáo phận Thanh Hóa Lúc 12 giờ thứ tư ngày 25 tháng 4 năm 2018 tại Roma, tức 17 giờ cùng ngày tại Việt Nam, phòng báo chí tòa thánh công bố, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm linh mục Du Xe Nguyễn Đức Cường, linh mục giáo phận Đà Lạt, hiện là phó giám đốc chủng viện Minh Hòa Đà Lạt làm giám mục chính tòa giáo phận Thanh Hóa. Hòa chung niềm vui với giáo phận Thanh Hóa, ngay sau khi tòa thánh công bố tin vui này, Đức Tổng Giám mục Du Xe Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chia sẻ, trong tư cách giám quản tông tòa và giám mục tiền nhiệm, tôi hiệp ý với đại gia đình giáo phận Thanh Hóa, để tạ ơn Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương an bài, cho đoàn chiên của Ngài có một tự chăm sóc. Trong tâm tình đó, Tôi rất an tâm chuyển giao giáo phận cho Đức Giám Mục Tân Cử, Du Xe Nguyễn Đức Cường. Tôi hiệp ý với mọi người để xin Chúa chúc lành người Chúa đã chọn. Đức Tân Giám Mục Du Xe Nguyễn Đức Cường sinh ngày 14 tháng 10 năm 1953 tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa, là người con thứ hai trong một gia đình 10 anh chị em, gồm 5 trai, 5 gái, từ năm 1986 đến năm 1992, Ngài học tại Đại chủng viện Thánh Du Xe, Sài Gòn và được Đức Tổng giám mục Phao Lô Nguyễn Văn Bình truyền chức Linh Mục ngày 27 tháng 6 năm 1992. Từ năm 2012 đến 2013, Ngài tu nghiệp tại Học viện Mục vụ Đông Á Manila, Philippines. Từ năm 2017 đến nay, ngài giữ chức phó giám đốc chủng viện Minh Hòa, giáo phận Đà Lạt. Thánh lễ tấn phong giám mục sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa, giáo phận Thanh Hóa lúc 7 giờ sáng thứ tư, ngày 27 tháng 6 năm 2018.